Cuộc điều tra dân số xung quanh hệ mặt trời được thực hiện sớm nhất từ năm 1957. Khi đó chỉ có 915 ngôi sao được liệt kê. Sau đó những năm 1990-1991, con số này đã được cập nhật thêm 3.802 ngôi sao trong vòng phạm vi 82 năm ánh sáng. Giờ đây các nhà khoa học đang sở hữu thông tin chi tiết về vị trí, khoảng cách, chuyển động và độ sáng của hơn 1,8 tỷ ngôi sao lân cận mặt trời. Đó là một hệ thống dữ liệu khổng lồ mà kính thiên văn không gian Gaia đã thu thập được trong nhiều năm liên tục. Cứ mỗi một năm trôi qua, nó lại thống kê thêm từ 100 triệu đến 200 triệu ngôi sao mới. Những con số này mỗi ngày một tăng, kho kiến thức của con người mỗi ngày một đồ sộ, và vũ trụ cũng ngày một rộng hơn nữa. Sau tất cả, liệu loài người biết được bao nhiêu phần trăm về vũ trụ? Dù cho bạn lạc quan như thế nào đi nữa, nhưng khi đứng trước vũ trụ, chắc chắn cũng phải thốt ra những câu thở dài ngao ngán. Con người thật quá bé nhỏ. Theo các bạn, chúng ta hiện biết được bao nhiêu về vũ trụ? Chắc chắn những gì bạn thấy qua đôi mắt của bạn không hoàn toàn là sự thật chi tiết. Khoa học luôn phân biệt một cách rõ ràng từ sinh học đến hóa học, từ vật lý lượng tử đến tâm lý học, v.v. Mọi quy mô, mọi cấp độ từ trừu tượng đến thực tế đều mang đến cho vũ trụ những hiện tượng và sự kiện. Bên trong đó ẩn chứa nhiều sự phức tạp và logic. Điều đó thôi thúc con người đặt ra câu hỏi, giả thuyết, sau đó là khám phá và thử nghiệm. Trong suốt nhiều thiên niên kỷ, các học giả và triết gia đã tranh luận với nhau không ngừng về việc liệu sự sống và vũ trụ có phải một chuỗi trật tự hay nó đơn thuần là sự hỗn loạn. Các ngành khoa học cũng không thể tránh khỏi cuộc tranh luận đó. Việc tìm hiểu về các hành tinh, lực hấp dẫn, lý thuyết nguyên tử, thuyết tương đối hay cơ học lượng tử đã làm tăng thêm sự hiểu biết của chúng ta, nhưng đồng thời nó cũng làm gia tăng thêm các ý tưởng cho cả trật tự và hỗn loạn. Khi cố gắng giải thích về thế giới và vũ trụ, khoa học bộc lộ rất nhiều hạn chế, bởi lẽ có rất nhiều điều xảy ra mà bản chất của nó lại không được diễn tả bằng các hình ảnh mà chúng ta thấy. Ở chiều ngược lại, có rất nhiều những câu chuyện và tư tưởng cổ xưa giải thích về vũ trụ theo chiều hướng thần hóa. Thế nhưng rồi rốt cuộc cũng chẳng ai chứng minh được những điều họ nói. Có thể thấy, dù đang sở hữu một nền văn minh vĩ đại, nhưng những gì chúng ta biết về vũ trụ ít đến đáng ngạc nhiên. Mắt của chúng ta thấy vũ trụ tối và trống rỗng, nhưng rõ ràng là có quá nhiều thông tin bị khuyết thiếu trong những quan sát như vậy. Khái niệm về vũ trụ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, gọi là cosmos, dịch ra có nghĩa là trật tự hoặc thế giới. Trong nhiều trường hợp, từ này được dùng để nói về tất cả mọi thứ. Ngày nay, thuật ngữ vũ trụ được giới khoa học dùng để nói về tất cả vật chất, năng lượng, không gian và thời gian hiện có. Nó bao gồm toàn bộ cấu trúc thượng tầng siêu khổng lồ như các thiên hà, cụm thiên hà, cho đến những thành phần vi mô nhỏ nhất như nguyên tử và hạ nguyên tử. Ngoài ra còn có năng lượng, các lực và các thành phần khác mà chúng ta chưa biết. Những điều chưa biết này chiếm gần như toàn bộ cấu trúc của vũ trụ. Như vậy, về cơ bản, chúng ta đang có một khái niệm chưa hoàn chỉnh để mô tả về mọi thứ. Bởi lẽ chẳng ai biết mọi thứ trong vũ trụ là bao gồm những thứ gì. Con người nhận thức rất sớm về sự tồn tại của mình. Chúng ta ý thức được rằng, sự sống, trái đất, mặt trời hay các vì sao đều là một phần nhỏ của một cấu trúc tổng thể. Các bằng chứng khảo cổ cũng cho thấy, khoảng 8.000 năm trước công nguyên, con người đã bắt đầu theo dõi các sự kiện thiên thể như sự chuyển động của mặt trăng để tạo ra lịch. Đến khoảng 2.000 năm trước công nguyên, thiên văn học bắt đầu nổi lên như một lĩnh vực nghiên cứu mới. Một số bản ghi chép lâu đời nhất về bầu trời được cho là của người Babylon cổ đại. Nó đã cung cấp thông tin và trở thành tài liệu quan trọng trong chiêm tinh học cũng như các hiểu biết về vũ trụ cho một số nền văn hóa Cận Đông và Địa Trung Hải. Những ý niệm về thời gian đã được bắt nguồn từ tôn giáo của người Ba Tư vào khoảng 8 đến 7.000 năm trước công nguyên. Sau đó truyền sang Do Thái giáo qua cuộc chinh phục của quân đội Ba Tư. Họ cho rằng vũ trụ được tạo ra do một thế lực thần thánh và sau đó sẽ kết thúc. Theo đó, thời gian có sự khởi nguồn ngang bằng với sự sáng tạo và kết thúc bằng chiến thắng cuối cùng của trật tự trên sự hỗn loạn. Sau cùng, tất cả mọi tạo vật sẽ được đoàn tụ với đấng tạo hóa. Đến dưới 1.000 năm trước công nguyên, ở cả Ấn Độ và Hy Lạp, các học giả bắt đầu giải thích về tự nhiên bằng quy luật nhân quả. Từ thế kỷ thứ 5 và thứ 4 trước công nguyên,
các triết gia Hy Lạp bắt đầu tranh cãi với nhau về thành phần cấu tạo nên thế giới. Có người cho rằng vũ trụ được cấu tạo từ 4 nguyên tố, bao gồm đất, nước, lửa và không khí. Có người lại cho rằng vũ trụ được tạo ra từ những thành phần nhỏ bé đến nỗi không thể phân chia được nữa, gọi là nguyên tử. Bên phía Ấn Độ, nhà triết học Dinana lại đưa ra một ý tưởng sâu sắc hơn, đề xuất rằng mọi vật đều được cấu tạo từ năng lượng. Dinana chính là một trong những người sáng lập ra Phật giáo và là người đặt nền móng cho sự phát triển của logic suy diễn. Logic suy diễn chính là cách nói và thuyết phục người khác bằng suy luận diễn giải. Cũng vào thời kỳ này, một số nhà thiên văn học Ấn Độ và Ba Tư có đề xuất mô hình nhật tâm của hệ mặt trời, trong khi các nhà thiên văn Hy Lạp hầu hết đều nghĩ đến mô hình địa tâm. Điều đó cho thấy, tuy không quá nổi tiếng nhưng các học giả Ấn Độ và Ba Tư lại có những lập luận khá mới mẻ và đi trước thời đại. Có lẽ cũng chính từ những triết gia này mà ngày nay nhiều người cho rằng Phật giáo còn am hiểu về vũ trụ hơn cả khoa học. Quả thật là lịch sử có rất nhiều điều thú vị. Quãng thời gian sau công nguyên càng ngày càng cho thấy sự nổi lên của khoa học phương Tây. Ngày nay khoa học hiện đại giải thích cho chúng ta biết về mọi thứ, vật chất, năng lượng, sự sống và cả vũ trụ. Tất nhiên là vẫn còn rất nhiều hạn chế, nhưng rõ ràng khoa học hiện đại đã nâng tầm nền văn minh của chúng ta lên rất nhiều. Bằng sự cống hiến của một số bó óc vĩ đại như Copernicus, Galileo, Newton, Max Planck, Einstein hay Stephen Hawking, v.v. mà khoa học vũ trụ đã đạt được những thành quả vượt trội. Giờ đây bạn có thể tính toán khối lượng, quỹ đạo hay cả tốc độ của các vật thể trong vũ trụ mà không cần phải đi kiểm chứng lại các công thức. Từ thuyết tương đối đến cơ học lượng tử, từ vật lý học thiên thể đến các hố đen, tất cả đều được liệt kê đầy đủ trong các cuốn sách. Bạn chỉ cần đọc qua là sẽ biết vũ trụ về cơ bản vận hành như thế nào. Thế nhưng với tất cả những điều đó, liệu con người biết được bao nhiêu về vũ trụ? Có thể khẳng định là không đến 1%, thậm chí 1% vẫn là con số quá lớn. Các nhà khoa học cho rằng, toàn bộ vật chất trong vũ trụ chỉ chiếm 4% cấu trúc của nó, còn 96% kia thì chúng ta tạm thời chưa biết. Và hãy nhớ rằng, con số 4% cũng chỉ là cho rằng mà thôi, chứ chưa phải khẳng định. Bây giờ hãy tạm thời bỏ qua 96% chúng ta chưa biết, thì với 4% còn lại, con người biết được bao nhiêu? Sự thật thì con số đó ít đến đáng kinh ngạc. Chúng ta hiện tại chưa biết dải ngân hà có bao nhiêu ngôi sao, vũ trụ khả kiến có bao nhiêu thiên hà, hay thậm chí vũ trụ khả kiến có phải toàn bộ vũ trụ hay không, chúng ta cũng không dám khẳng định. Lấy một ví dụ đơn thuần về ánh sáng. Khi quan sát hay chụp ảnh một ngôi sao bất kỳ, mắt thường của chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng. Bản chất của ánh sáng là các bức xạ điện từ, mà bức xạ điện từ lại trải dài từ sóng vô tuyến đến tia gamma. Tuy nhiên, người trần mắt thịt như chúng ta chỉ nhìn thấy ánh sáng thông thường mà thôi. Như vậy là tất cả những thông tin khác của phổ điện từ đều bị khuyết thiếu trong quan sát của chúng ta. Chúng ta chỉ quan sát được một phần vô cùng nhỏ của vũ trụ. Hầu như những quan sát đó đều thiếu hụt đi những thông tin cần thiết, hoặc có đầy đủ thông tin mà chúng ta lại không nắm bắt được. Vũ trụ có lẽ luôn hào phóng phô bày mọi bí mật, nhưng chính chúng ta lại không đủ khả năng để hiểu hết những điều đó. Trong khi con người đang tận hưởng một cuộc sống hiện đại do khoa học mang lại, đang tự hào về bộ óc thông minh hay những thành quả trong khoa học vũ trụ, thì có thể ở một chiều không gian nào đó, một thế giới khác cũng đang tồn tại song song mà chúng ta không hề hay biết. Vậy tóm lại theo các bạn, hiện tại chúng ta biết được bao nhiêu phần trăm về vũ trụ? Kể từ khi con người biết dùng chữ viết để ghi chép lại lịch sử, hay ngay cả khi chữ viết chưa được phát minh cũng vậy, nhân loại luôn xảy ra các cuộc xung đột và chiến tranh. Đến thời điểm hiện tại cũng chẳng có gì thay đổi. Trái đất vẫn quay, bầu trời vẫn đầy sao, và người ta đánh nhau vì đó dường như là một đặc trưng của con người. Nói gì thì nói, làm gì thì làm, có lẽ đặc trưng này sẽ mãi chẳng bao giờ biến mất, trừ khi con người biến mất khỏi vũ trụ. Tất nhiên, đây không phải video nói về chiến tranh, nhưng ôn lại lịch sử một chút sẽ khiến chúng ta hiểu hơn về thế giới ngày hôm nay. Trước kia, người ta chủ yếu đánh nhau để tranh giành đất đai. Nhưng rồi người ta nhận ra rằng, có đánh thế hay đánh nữa thì đất đai cũng chẳng rộng thêm ra được nữa.
Ngày nay các cường quốc tranh giành nhau về tài nguyên và năng lượng, điển hình như Biển Đông của chúng ta là một ví dụ. Nhưng ai cũng hiểu, tài nguyên hóa thạch cũng chỉ là một giải pháp ngắn hạn mà thôi. Năm 1969, Mỹ thành công đưa con người lên mặt trăng. Ngay lập tức người ta nhận ra rằng, nơi đây chính là mỏ vàng của tương lai. Mặt trăng chứa đựng rất nhiều tài nguyên quý giá như hydro, heli, oxy, sắt, silic, nhôm, titan, urani, thorium hay đất hiếm, v.v. Trong vài thập kỷ gần đây, có rất nhiều vệ tinh bay xung quanh mặt trăng làm nhiệm vụ khoa học. Tuy nhiên, nó cũng đồng thời khảo sát vị trí các quặng tài nguyên nhằm chuẩn bị cho các dự án tham vọng khác. Và tất nhiên, những điều đó sẽ không được công bố một cách rộng rãi. Đối với các cường quốc lớn, mặt trăng chính là mục tiêu chiến lược nằm trong lộ trình phát triển hàng trăm năm tới. Từ năm 2013 đến nay, các nước như Trung Quốc, UAE hay Ấn Độ đều chi tiêu rất mạnh tay cho các chương trình thám hiểm mặt trăng. Và các bạn biết đấy, ngoài mục tiêu khoa học danh nghĩa, họ đều lăm le muốn được chia phần trong miếng bánh béo bở này. Trong năm 2021, Mỹ chi hơn 23 tỷ USD cho các chương trình thám hiểm không gian. Đến năm 2022, số tiền tiếp tục tăng lên gần 25 tỷ đô, với mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu các phương tiện phóng và chuẩn bị cho việc quay trở lại mặt trăng vào năm 2024. Cụ thể chính là dự án tàu vũ trụ Orion mà mình đã nói trong một video trước. Có thể thấy, trên mặt trăng bất cứ thứ gì cũng có giá trị của nó, từ các quặng kim loại đến đất đá bình thường, hay thậm chí bụi mặt trăng cũng có thể được dùng làm nguyên liệu sản xuất oxy. Nguồn oxy này sẽ được dùng làm nhiên liệu cho tên lửa, hoặc cung cấp khí thở cho những người làm việc và định cư trên mặt trăng. Về bản chất, lớp bụi đá trên bề mặt mặt trăng cũng không khác gì nhiều so với trái đất. Nó chứa khoảng 45% oxy liên kết với các khoáng chất và thành phần kim loại khác. Chúng ta có thể dùng các phản ứng hóa học, rồi điện phân để tách lấy oxy. Thành phần còn lại sẽ được dùng làm nhiên liệu để xây dựng. Quá trình tách oxy như vậy mới được các nhà khoa học châu Âu nghiên cứu và cho thấy tính khả thi rất cao. Chỉ có điều nó rất tốn năng lượng. Ước tính đầu vào sẽ mất từ 2 đến 4 MW một năm để tạo ra 1.000 tấn oxy. Tại trái đất, điều này là không cần thiết vì cây xanh đã cung cấp lượng oxy rất dồi dào và hoàn toàn miễn phí. Ngoài các thành phần kim loại, mặt trăng còn chứa một loại tài nguyên đắt đỏ khác là helium-3. Ứng dụng của helium-3 là được dùng làm nhiên liệu trong các lò phản ứng hạt nhân. Khi các phản ứng tổng hợp hạt nhân sử dụng helium-3, nó sẽ tiêu tốn ít năng lượng đầu vào hơn, đạt hiệu suất cao hơn và tạo ra ít chất thải hoặc các bức xạ dư thừa hơn. Tại trái đất, helium-3 là nguyên tố khá hiếm, chỉ chiếm khoảng 7 phần tỷ thành phần khí quyển và để chiết xuất được nó cũng rất tốn kém. Trên mặt trăng, gió mặt trời đã làm lắng đọng khoảng 1 triệu tấn helium-3 ở độ sâu chỉ vài mét trong các vật liệu bề mặt. Để chiết xuất, chúng ta chỉ cần đun nóng các vật liệu này lên khoảng 600 độ C. Để các bạn có thể hình dung được helium-3 tiềm năng đến mức nào, thì chỉ với 25 tấn, nó có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cho toàn nước Mỹ dùng trong một năm. Giá thành dự kiến của helium-3 là khoảng 3 tỷ đô la trên một tấn. Đây cũng là một trong những loại tài nguyên đắt giá nhất đang tồn tại trên mặt trăng. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu vì sao một số quốc gia lại chi cả núi tiền cho các dự án thám hiểm không gian như vậy. Ngoài ra, mặt trăng cũng chứa lượng lớn đất hiếm. Đây là loại tài nguyên có chứa nhiều thành phần kim loại hiếm, thường được sử dụng trong các ngành như y tế, công nghệ điện tử, sản xuất vũ khí, v.v. Tuy ít nhưng nó rất cần thiết và cũng rất đắt đỏ. Ngày nay, Trung Quốc kiểm soát 95% sản lượng đất hiếm trên thế giới. Vì vậy, mặt trăng có thể là giải pháp tốt cho thế giới bớt phụ thuộc vào một số quốc gia nhất định. Vậy những quốc gia nào sẽ có quyền khai thác tài nguyên trên mặt trăng? Trước khi nói về quyền lợi, thì yếu tố kinh tế vẫn luôn quyết định phần lớn vấn đề. Đối với các nước nghèo và chậm phát triển, nếu có được bật đèn xanh thì cũng chẳng đủ khả năng khai thác. Vì vậy, cuộc đua này có lẽ chỉ là sân chơi dành cho các cường quốc mà thôi. Trong Hiệp ước về không gian bên ngoài trái đất, do Liên Hợp Quốc đề ra năm 1967 có tuyên bố rằng không quốc gia nào có thể đòi hỏi quyền sở hữu mặt trăng. Tuy nhiên, người ta vẫn đặt ra câu hỏi liệu hiệp ước đó có ngăn chặn được các quốc gia muốn làm điều đó hay không? Ngày nay, lần lượt các quốc gia đều đưa robot lên mặt trăng và cắm quốc kỳ của họ. Đó giống như một lời khẳng định về chủ quyền với thế giới,
và dĩ nhiên, chẳng ai có thể ngăn cản điều đó. Đổi lại, nếu có đủ khả năng thì mình cũng sẽ cắm cờ Việt Nam trên đó. Tiếc là với khả năng của chúng ta thì chỉ có thể xem các nước khác làm như vậy qua TV mà thôi. Có một điều nữa chúng ta cần quan tâm là việc khai thác mặt trăng có ảnh hưởng gì tới trái đất hay không, hoặc nó có làm mặt trăng rời xa trái đất nhanh hơn hay không. Hãy làm một phép tính đơn giản. Mặt trăng có khối lượng khoảng 73 triệu tỷ tấn. Nếu mỗi ngày chúng ta khai thác đi 1 tấn, thì phải mất 220 triệu năm, mặt trăng mới mất đi 1% khối lượng. Khi tăng sản lượng lên 100 hoặc 1.000 lần, thì cũng mất đến vài triệu năm để chúng ta đào hết 1% khối lượng của nó. Khối lượng mất đi đó thậm chí còn không ảnh hưởng đến thủy triều trên trái đất. Điều chúng ta cần quan tâm hơn chính là môi trường của trái đất, chứ không phải là những gì người ta sẽ làm trên mặt trăng trong vài thập kỷ tới. Còn về việc mặt trăng rời xa trái đất, thì như chúng ta đã biết, cứ mỗi một năm trôi qua, mặt trăng sẽ rời xa trái đất thêm 3,8 cm. Khoảng cách này thật chẳng đáng kể, nhưng năm nào cũng thế thì quả thật cũng có chút lo ngại. Mặt trăng là một vệ tinh rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan và cả sự sống trên trái đất. Nhưng nguyên nhân tại sao nó lại di chuyển rời xa chúng ta? Đây cũng là câu hỏi của bạn Iludin đặt ra trong chuyên mục Q&A. Có thể khẳng định, nguyên nhân chính là do chuyển động tự quay của trái đất. Từ khi hệ mặt trời hình thành, mặt trăng được cho là tàn tích của một cuộc va chạm với trái đất. Khi đó trái đất quay rất nhanh, tốc độ của nó có thể gấp đôi hiện tại. Và lúc đó, mặt trăng cũng ở gần trái đất hơn ngày nay rất nhiều. Hệ quả của cú va chạm và việc tự dưng có thêm một vệ tinh khá lớn làm ảnh hưởng rất nhiều đến chuyển động của trái đất. Nó không còn quay nhanh được như trước. Cứ như vậy, tốc độ quay của trái đất bị suy thoái theo thời gian. Và khi nó chậm lại, mặt trăng cũng dần di chuyển ra xa hơn. Tuy nhiên, việc tốc độ trái đất chậm lại cũng không hoàn toàn là do mặt trăng. Các vận động kiến tạo mảng cũng có tác động rất lớn đến tốc độ quay này. Vào khoảng 1,4 tỷ năm trước, khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng là trên dưới 340.000 km, nhưng bây giờ đã lên tới 384.000 km. Hiện tại, nguyên nhân khiến mặt trăng rời đi vẫn là do các vận động kiến tạo mảng. Các nhà khoa học cho rằng, chính sự di chuyển của các mảng lục địa đã làm thay đổi hình dạng và độ sâu các đại dương. Sau đó, ma sát của đại dương và đáy biển đã làm chậm đi vòng quay của trái đất. Điều này cũng đồng thời làm ảnh hưởng đến thủy triều và dẫn đến sự rời đi của mặt trăng. Tóm lại, việc rời đi của mặt trăng hoàn toàn là do vận động của trái đất, chứ chẳng có liên quan gì lắm đến việc khai thác tài nguyên trên mặt trăng. Nếu các bạn sống được vài triệu năm nữa, thì may ra mới có thể chứng kiến những thay đổi đáng kể. Còn bây giờ thì chẳng có gì phải lo ngại. Mặt trăng vẫn sáng và đẹp như bao đời này vẫn vậy. Trong phần lớn thời gian con người tồn tại trên trái đất, chúng ta đã không có hoặc có rất ít các phương tiện để quan sát và đo đạc vũ trụ. Ngày nay, các nhà khoa học không chắc liệu vũ trụ có độ lớn vô hạn hay nó chỉ cực kỳ lớn thôi. Hai khái niệm này có thể thay đổi vĩnh viễn hiểu biết của chúng ta, bởi vì rõ ràng lớn vô hạn và cực kỳ lớn là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Theo những bằng chứng quan sát được, thì vũ trụ hiện tại đang rất phẳng. Nếu có hai đường thẳng song song xuất phát từ một điểm bất kỳ nào đó, thì chắc chắn nó sẽ song song mãi mãi. Điều đó củng cố cho luận điểm vũ trụ có thể là vô hạn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngay cả trong trường hợp vũ trụ phẳng hoàn toàn, thì nó cũng không nhất thiết phải lớn vô hạn. Con người mới xuất hiện trên trái đất chưa lâu, nhưng vũ trụ thì đã gần 14 tỷ năm tuổi. Hầu như toàn bộ sự kiện xảy ra trong quá khứ, con người đều không được chứng kiến. Và hiện tại, vũ trụ đang xảy ra chuyện gì chúng ta cũng chẳng biết. Người ta nói, vũ trụ được bắt đầu từ một điểm rất nhỏ, rồi nó không ngừng giãn nở to hơn. Tới hiện tại, người ta lại bảo vũ trụ có thể rộng đến vô tận. Thế nhưng có cái vô tận nào lại đang giãn nở to hơn hay không? Nói đúng hơn phải là vũ trụ đang giãn nở ra vô hạn, tức là sự giãn nở sẽ tiếp diễn không có điểm dừng, chứ không phải vũ trụ của chúng ta đang rộng vô hạn. Điều đó cho thấy, không gian vũ trụ là hữu hạn, nhưng mặc dù là hữu hạn, nó không nhất thiết phải có một cạnh hay một bề mặt bên ngoài nào đó. Vậy rốt cuộc, vũ trụ của chúng ta được làm bằng chất liệu gì? Giới hạn cuối cùng của nó nằm ở đâu? Khi bạn tưởng tượng về vũ trụ,
bạn có thể nghĩ tới một bong bóng khổng lồ, chứa đầy các thiên hà, các ngôi sao và mọi vật thể thiên văn thú vị khác. Bạn có thể tưởng tượng nó trông như thế nào nếu nhìn từ bên ngoài, giống như các phi hành gia quan sát trái đất từ trạm vũ trụ quốc tế. Tuy nhiên, vũ trụ có thể tồn tại mà không nhất thiết phải có một bề mặt bên ngoài. Hãy nghĩ tới một quả bóng bay đang được bơm phồng lên, nhưng nó lại không có lớp vỏ bao bọc. Điều đó có thể hay không? Bây giờ hãy nghĩ đơn giản hơn. Chúng ta có một đám khói đang nở ra to hơn và hoàn toàn không cần lớp màng bao bọc nào cả. Thế nhưng đám khói đó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn, rồi nhanh chóng bị hòa tan vào không khí. Bây giờ hãy đặt ra câu hỏi, liệu không thời gian của vũ trụ có bị hòa tan bởi môi trường bên ngoài vũ trụ hay không? Và vũ trụ thực tế được làm bằng chất liệu gì? Hầu hết vật chất chúng ta quan sát được trong vũ trụ đều là hydro và heli. Vì mục đích thực tế, con người phân loại các khối vật chất đó dựa trên thuộc tính của chúng, bao gồm các thiên hà, các ngôi sao, các hành tinh, các mặt trăng, sao chổi, tiểu hành tinh, các tinh vân hay các đám bụi vũ trụ, vân vân. Tuy chúng đều có đặc điểm khác nhau, nhưng luôn tuân thủ theo các quy luật tự nhiên giống nhau. Tất cả những thứ đó chỉ chiếm khoảng 4% vũ trụ, phần còn lại là năng lượng tối, vật chất tối và không thời gian. Như vậy là chúng ta chưa có được câu trả lời chính xác cho câu hỏi vũ trụ được tạo nên từ chất liệu gì, bởi lẽ có quá nhiều thứ mà con người chưa biết. Những quan sát từ kính viễn vọng cho thấy vũ trụ giống nhau ở mọi chỗ. Bây giờ hãy nghĩ tới đám khói trong ví dụ vừa rồi. Khi đám khói nở to ra, nó đồng thời cũng bị loãng ra, tức là độ đậm đặc thay đổi khi thể tích tăng lên. Đối với vũ trụ thì lại khác. Nó đang không ngừng giãn nở, nhưng về cơ bản mọi thứ vẫn vậy. Các tính chất của không thời gian không hề thay đổi ở mọi nơi trong vũ trụ. Vậy, điều đó có ý nghĩa gì? Quay trở lại với ví dụ về quả bóng bay. Khi quả bóng được bơm căng lên, thể tích của nó bắt đầu thay đổi, nhưng thành phần không khí bên trong lại không hề thay đổi. Nguyên nhân là do quả bóng không phải là một hệ khép kín. Nó đang được bơm thêm không khí từ vòi bơm. Và lớp vỏ quả bóng đóng vai trò như vách ngăn, giữ cho quả bóng không bị hòa tan với môi trường bên ngoài. Liệu vũ trụ của chúng ta có đang hoạt động với nguyên lý tương tự hay không? Tức là vũ trụ hoàn toàn không phải là một hệ khép kín. Ở một vị trí nào đó, có cái gì đó đang không ngừng bơm thêm không thời gian vào vũ trụ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vũ trụ nhất định phải có một ranh giới, ví như lớp màng bảo vệ bên ngoài. Toàn bộ vũ trụ khả kiến được cho là đang rộng hơn 93 tỷ năm ánh sáng. Nhưng đó có thể chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ thực tế mà công nghệ của chúng ta không quan sát được. Đứng ở một vị trí bất kỳ nào đó ngoài hệ mặt trời, nhiều khả năng chúng ta cũng sẽ quan sát được những điều tương tự. Nói theo thuật ngữ của các nhà khoa học, thì vũ trụ là đẳng hướng và giống nhau ở mọi chỗ. Việc không thể nào chắc chắn được vũ trụ thực tế rộng bao nhiêu cũng có nghĩa là chúng ta không thể xác định được điểm cuối cùng của vũ trụ nằm ở đâu, hay ranh giới ngoài cùng của nó sẽ trông như thế nào. Liệu đó có phải là một lớp màng trong suốt có thể có giãn? Và hơn thế nữa, có thứ gì đang tồn tại bên ngoài vũ trụ của chúng ta hay không? Theo nhà vật lý Stephen Hawking, vũ trụ được bắt đầu từ hư không và đưa mọi thứ vào sự tồn tại của nó. Vì vậy, việc đặt ra câu hỏi vũ trụ có ranh giới hay không hoàn toàn là một câu hỏi vô nghĩa. Tức là, vũ trụ về cơ bản đã là một khái niệm bao gồm mọi thứ. Mà đã bao gồm mọi thứ rồi, thì sẽ không có khái niệm trong hay ngoài nữa. Nói theo cách khác, vũ trụ bao gồm không gian và thời gian. Trong đó, không thời gian chính là quy luật của vũ trụ. Sẽ chẳng có thứ gì tồn tại được ở nơi không có thời gian và không gian. Liệu bạn có thể tưởng tượng ra thứ gì xuất hiện ở một nơi không có thời gian và không gian hay không? Những thứ đó chỉ được mô tả bằng 3 từ duy nhất là không gì cả. Thật là dễ bực tức khi cố gắng nhồi nhét vào đầu một khái niệm không đầu không cuối như vậy. Hãy tưởng tượng rằng bạn có mặt trước lúc vũ trụ xuất hiện và quan sát được toàn bộ quá trình Big Bang diễn ra. Điều hiển nhiên là bạn đang nhìn vũ trụ từ vị trí người quan sát. Bây giờ hãy tiếp tục tưởng tượng bạn đang ở trong vũ trụ và có thể di chuyển nhanh gấp nhiều lần vận tốc ánh sáng. Và cho dù vũ trụ có cực kỳ rộng lớn đến như thế nào đi nữa, chỉ cần nó có giới hạn, chắc chắn bạn có thể di chuyển đến điểm ngoài rìa của nó, nơi bạn có thể nhìn thấy bên ngoài vũ trụ, hay chí ít cũng có thể nhìn thấy lớp màng ngăn cách vũ trụ với môi trường bên ngoài. Thật khó có thể tưởng tượng một vũ trụ không cần vách ngăn sẽ tồn tại như thế nào. Albert Einstein đã từng nói, vũ trụ là vô hạn nhưng có giới hạn,
Ý của ông ấy là không gian bị cong, nên ta không thể thoát khỏi vũ trụ này, cho dù đi nhanh đến đâu đi nữa. Khi bạn đi hết một vòng, bạn sẽ quay trở lại nơi xuất phát, giống như đi một vòng xung quanh trái đất. Giờ đây các đo đạc cho chúng ta thấy vũ trụ là phẳng, nhưng đó không chắc là toàn bộ vũ trụ. Cho nên, việc vũ trụ có giới hạn hay không vẫn chưa ai dám khẳng định. Năm 2008, một số nhà thiên văn học phát hiện ra một cụm vật chất lạ đã kéo thiên hà của chúng ta đi theo một hướng với vận tốc rất lớn, khoảng hơn 3 triệu km một giờ. Đây là một tốc độ điên rồ đối với một vật thể to lớn như thiên hà. Một số giả thuyết cho rằng đây là sự ảnh hưởng của các dòng chảy tối, một dòng chảy khổng lồ có kích thước và tầm ảnh hưởng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó có thể ảnh hưởng đến nhiều vũ trụ, chứ không riêng gì vũ trụ của chúng ta. Một số ý kiến khác lại cho rằng vũ trụ của chúng ta có thể là một bong bóng đang tồn tại bên trong một bong bóng khác lớn hơn. Lực hấp dẫn của vũ trụ lớn có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến các vũ trụ nhỏ bên trong. Và khi các vũ trụ tương tác với nhau, chúng sẽ tạo ra một vũ trụ lớn hơn nữa. Nhiều nhà vật lý khác lại có suy nghĩ bên ngoài vũ trụ có thể là một vùng không gian 4 chiều, nơi mọi thứ bị vặn xoắn, cuộn tròn với nhau. Về cơ bản, vũ trụ của chúng ta chỉ có 3 chiều không gian, nên việc quan sát được những thứ bên ngoài vũ trụ là điều không thể. Nói thế nào đi nữa, thì khả năng cao nhất vẫn là vũ trụ của chúng ta được cấu tạo như một bong bóng. Bên ngoài bong bóng đó là vô vàn bong bóng khác đang cùng tồn tại. Thật khó để biết được điều gì đang xảy ra bên ngoài vũ trụ, hay có thứ gì có thể tồn tại ở nơi không có thời gian hay không. Nhưng rõ ràng, vũ trụ của chúng ta đang dần lớn thêm. Vì vậy, hiển nhiên là nó có giới hạn. Tất nhiên, chúng ta không thể tưởng tượng về mặt hình học nó sẽ trông như thế nào, bởi vì tất cả những kiến thức đó đều nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Bỏ qua tất cả mọi lập luận của các nhà khoa học, các nhà vật lý lý thuyết hay các nhà triết học, theo bản thân mình, vũ trụ nhất định có giới hạn và có cái bên ngoài, trừ khi toàn bộ chỉ là giả lập. Ngay sau khi Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik lên quỹ đạo năm 1957, Chủ tịch Mao Trạch Đông của Trung Quốc đã tuyên bố, chúng tôi cũng sẽ chế tạo vệ tinh. Sau đó hơn một thập kỷ, vào năm 1970, Trung Quốc cho phóng vệ tinh đầu tiên của mình lên quỹ đạo. Đến năm 2003, Yang Liwei trở thành phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc đi vào vũ trụ với tàu Thần Châu 5. Sự kiện đó đã khiến Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới đưa được con người ra ngoài quỹ đạo một cách độc lập. Trong những năm gần đây, Trung Quốc nổi lên như một cường quốc về kinh tế và cả khoa học vũ trụ. Liên tiếp nhiều sứ mệnh mặt trăng và sao hỏa được triển khai một cách vô cùng suôn sẻ. Mới đây nhất, ngày 28 tháng 4, Trung Quốc đã phóng thành công mô đun Thiên Hà ra ngoài quỹ đạo, với tham vọng xây dựng một trạm vũ trụ riêng cho quốc gia của mình. Dự kiến, trạm vũ trụ này sẽ hoàn thành vào năm 2022. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về những dự án và tham vọng của quốc gia tỷ dân trong công cuộc chinh phục vũ trụ. Từ xa xưa, Trung Quốc đã nổi tiếng với bề dày 5.000 năm lịch sử. Tuy nhiên, có một điều rất dễ nhận ra là trong 5.000 năm đó, họ chỉ đấu đá lẫn nhau, chứ chẳng có đóng góp gì nhiều cho nền khoa học của thế giới. Giờ đây mọi thứ đã khác. Trung Quốc đang trên đà phát triển thần tốc. Mặc dù chẳng được lòng ai trên thế giới, nhưng điều đó cũng không ngăn cản nổi sự thăng tiến vượt bậc của quốc gia này. Hãy cùng nhìn lại một chút về lịch sử khám phá không gian của người Trung Quốc. Vào những năm 60-70 của thế kỷ trước, trong khi Mỹ và Liên Xô đang cạnh tranh nhau rất căng thẳng, thì Trung Quốc đã bí mật nghiên cứu và thiết kế tàu vũ trụ của riêng mình với tên gọi Bình Minh 1, dự kiến sẽ được phóng vào năm 1973. Tuy nhiên, vì lý do chính trị và kinh tế, kế hoạch đó đã bị hoãn vô thời hạn. Mãi đến năm 1999, Trung Quốc mới phóng thử nghiệm tàu vũ trụ đầu tiên mang tên Thần Châu 1. Năm 2001, Thần Châu 2 mang theo một số động vật như chó, khỉ, thỏ và một số loài khác. Chúng được phóng lên quỹ đạo hơn 200 ngày nhằm thử nghiệm hệ thống hỗ trợ sự sống. Kết thúc thử nghiệm, Thần Châu 2 đã hạ cánh xuống biển Nam Đại Tây Dương và không có bức ảnh nào của chuyến hạ cánh đó được công bố. Báo chí quốc tế cho rằng lần hạ cánh đó đã không thành công tốt đẹp, nhưng phía Trung Quốc nhất quyết phủ nhận điều này.
tháng 3 năm 2002, tàu Thần Châu 3 được phóng mang theo một mô hình thử nghiệm với các công nghệ hỗ trợ sự sống cho con người. Tháng 12 năm 2002, tàu Thần Châu 4 tiếp tục được ra mắt với các thử nghiệm nhằm chuẩn bị cho việc đưa con người ra ngoài vũ trụ. Năm 2003, phi hành gia Dương Lợi Vĩ và tàu Thần Châu 5 đã bay 14 vòng xung quanh trái đất, đánh dấu cột mốc vĩ đại trong công cuộc chinh phục vũ trụ của người Trung Quốc. Năm 2005, tàu Thần Châu 6 mang theo 2 phi hành gia đã ở lại nhiều ngày ngoài không gian và bay 75 vòng xung quanh trái đất. Năm 2008, Thần Châu 7 mang theo 3 phi hành gia. Họ đã trở thành những người Trung Quốc đầu tiên đi bộ ngoài không gian. Năm 2011, Thần Châu 8 mang theo mô đun Thiên Cung 1 bay vào quỹ đạo. Đây được coi như nỗ lực đầu tiên nhằm xây dựng trạm không gian riêng của Trung Quốc. Đến năm 2016, trạm kiểm soát mặt đất đã không thể điều khiển được Thiên Cung 1. Toàn bộ mô đun nặng gần 9 tấn đã rơi xuống trái đất năm 2018. Năm 2012, Thần Châu 9 mang theo 3 phi hành gia bay vào vũ trụ, trong đó có người phụ nữ đầu tiên của Trung Quốc bay vào không gian. Năm 2013, Thần Châu 10 tiếp tục đưa phi hành gia nữ thứ 2 của Trung Quốc bay vào không gian. Tháng 9 năm 2016, Trung Quốc phóng thành công mô đun quỹ đạo Thiên Cung 2. Đây là một trạm quỹ đạo ngắn hạn, giống như một phòng thí nghiệm ngoài không gian, có thiết kế tương tự Thiên Cung 1. Đến tháng 10 năm 2016, tàu Thần Châu 11 mang theo 2 phi hành gia và kết nối thành công với trạm Thiên Cung 2. Đây cũng là chuyến bay lâu ngày nhất ngoài không gian của Trung Quốc. Tháng 4 năm 2017, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 1 đã mang theo các dụng cụ khoa học và nhiên liệu cập bến Thiên Cung 2 thành công. Đến năm 2018, Thiên Cung 2 bắt đầu hạ thấp quỹ đạo. Tháng 7 năm 2019, nó đã rơi xuống biển Thái Bình Dương. Ngoài những nhiệm vụ quỹ đạo, Trung Quốc còn thực hiện nhiều nhiệm vụ hành tinh khác hướng tới mặt trăng và sao hỏa, với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ không gian và tìm cách bắt kịp Nga và Mỹ sau nhiều năm thua kém. Mới đây nhất, ngày 28 tháng 4 năm 2021, Trung Quốc tiếp tục phóng thành công mô đun Thiên Hà ra ngoài quỹ đạo. Đây là mảnh ghép đầu tiên của trạm không gian thường trực có người ở. Sự kiện phóng này được thực hiện tại Trung tâm Vũ trụ Vân Sương, đặt tại đảo Hải Nam, với tên lửa đẩy mang tên Vạn Lý Trường Chinh, có chiều dài 18m và nặng đến 24 tấn. Sau khi đưa mô đun Thiên Hà lên quỹ đạo, nó sẽ mở các tấm pin mặt trời để thu năng lượng. Còn tên lửa Trường Chinh sẽ bay xung quanh trái đất vài ngày rồi rơi xuống. Sau sự kiện phóng thành công, ông Tập Cận Bình cũng cho biết, đây là niềm tự hào lớn của Trung Quốc và là một sự kiện chiến lược nhằm xây dựng chương trình không gian của người Trung Quốc, đánh dấu một dự án hàng đầu rất quan trọng để xây dựng Trung Quốc thành quốc gia hùng mạnh về khoa học công nghệ và hàng không vũ trụ. Trong những năm tới, sẽ có ít nhất 11 nhiệm vụ nữa được triển khai để trạm không gian Thiên Hà được hoàn thiện. Tất nhiên là họ sẽ đưa con người lên sinh sống và làm việc không khác gì trạm vũ trụ quốc tế hiện tại. Sau khi hoàn thành, trạm sẽ có cấu trúc hình chữ T, dự kiến sẽ nặng khoảng gần 70 tấn, bay trên độ cao từ 400 đến 450 km và nhỏ hơn đáng kể so với ISS. Trong tương lai, nó sẽ được mở rộng lên 10 mô đun và có thể hoạt động ít nhất 10 năm ngoài không gian. Không giống như các hoạt động của NASA, phía Trung Quốc luôn giữ bí mật các chương trình của mình, kể cả kế hoạch phóng tên lửa cũng như các thông số kỹ thuật của nhiệm vụ. Vì vậy, những gì chúng ta biết được đều rất ít và không chắc là sự thật 100%. Các quốc gia châu Âu và Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ hợp tác để thực hiện các nhiệm vụ khoa học trên trạm vũ trụ của Trung Quốc khi nó hoàn thành. Về phía NASA, họ đã miễn cưỡng xin phép Quốc hội để liên hệ với phía Trung Quốc vì mục tiêu khoa học. Trong tháng 5 tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục chào đón một sự kiện trọng đại khác là hạ cánh tàu thăm dò Thiên Vấn 1 lên bề mặt sao Hỏa. Được phóng lên từ tháng 7 năm 2020, Thiên Vấn 1 đã đến sao Hỏa vào tháng 3 năm 2021. Hiện tại, nó vẫn bay xung quanh hành tinh đỏ để chờ đợi lệnh hạ cánh từ trái đất. Tiếp đến vào tháng 6, tàu Thần Châu 12 dự kiến sẽ mang theo 3 phi hành gia vào quỹ đạo để kết nối với trạm vũ trụ Thiên Hà. Sang năm 2022, các mô đun khác của trạm vũ trụ sẽ được đưa lên. Đến năm 2024, sẽ là nhiệm vụ mặt trăng và có thể mang theo phi hành gia. Các chương trình của Trung Quốc đã tiến triển một cách rất ổn định, theo một lịch trình cụ thể và thận trọng. Họ đã khôn khéo không để xảy ra những thất bại giống như Mỹ và Nga trong lịch sử. Trong 1 đến 2 thập kỷ tới, người Trung Quốc có thể sẽ bắt kịp và sánh ngang với Nga và Mỹ
trong ngành hàng không vũ trụ. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng, các chương trình của Trung Quốc đã tái tạo thành công những thành tựu của Nga và Mỹ mà không có nhiều sự sáng tạo. Có thể nói, đất nước tỷ dân đã rất nhanh chóng sở hữu những công nghệ khoa học tiên tiến mà các nước khác như Nga và Mỹ đã mất cả thế kỷ để đúc kết nên. Và trong những thập niên tới đây, cuộc đua vũ trụ sẽ trở nên vô cùng thú vị khi SpaceX hay Blue Origin đang bứt phá mạnh mẽ trong việc chế tạo tên lửa và tàu vũ trụ. Có thể các bạn không thích Trung Quốc, có thể nhiều nước trên thế giới không thích Trung Quốc, và kể cả mình cũng vậy. Tuy nhiên, có một điều phải công nhận rằng họ đã tiến bộ rất nhanh, đã vượt xa các quốc gia khác trong khu vực và cả châu lục. Giờ đây, thực sự chúng ta đã thua kém họ quá nhiều. Trong một khoảng thời gian rất dài, Trung Quốc đã giữ bí mật về những thất bại và cả thành công của họ. Điều đó cho thấy một dã tâm rất lớn, muốn thực hiện bằng được. Và cứ đà này chẳng mấy chốc mà người Trung Quốc sẽ phủ sóng khắp nơi trong hệ mặt trời. Tất cả những kế hoạch đó đã được họ nung nấu trong hàng thế kỷ, và trải qua nhiều đời lãnh đạo, họ càng cho thấy quyết tâm mạnh hơn. Không cần biết là những công nghệ khoa học đó do họ nghĩ ra hay bằng cách nào mà họ có được, nhưng rõ ràng là nó xịn thực sự. Nhìn về Việt Nam của chúng ta, thì không biết có vị lãnh đạo cấp cao nào đã lên dự án cho các chương trình vũ trụ trong tương lai hay chưa. Và có một điều cuối mình muốn nói. Mặc dù Trung Quốc thực sự đang rất mạnh và hiện đại, nhưng có một sự thật vẫn phải khẳng định rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đơn giản như vậy thôi. Thế nào là không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, hay 5, 6, 7, 8 chiều gì đó? Những kiến thức này tương đối phức tạp và trừu tượng. Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ dễ đến khó. Đối với không gian 1 chiều và 2 chiều, nó đơn thuần chỉ được hiển thị trên một mặt phẳng, không có chiều sâu và cũng không thể nhìn từ những góc độ khác nhau. Đối với 1 chiều, ta sẽ thấy nó giống như một đường thẳng duy nhất, nó có thể kéo dài hoặc ngắn. Nhưng về cơ bản nó chỉ là một đường thẳng. Khi tăng lên 2 chiều, đường thẳng đó sẽ có thể đổi hướng, đi lên, đi xuống hoặc đi chéo để tạo thành các góc và hình dạng đơn giản. Khi tăng thêm 1 chiều nữa, mọi thứ trở nên vô cùng khác biệt. Không gian 3 chiều có chiều sâu, có chiều rộng và có thể nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Hiện tại chúng ta đang sống trong không gian 3 chiều. Nó giống như một khoảng không rỗng, vô hình và gần như không có giới hạn. Trong không gian đó chứa đựng tất cả mọi thứ, từ năng lượng, vật chất đến các hiện tượng và vật thể. Từ không gian 3 chiều lên 4 chiều thì gần như chẳng có gì khác biệt. Trong đó vẫn có 3 chiều không gian, cộng thêm 1 chiều nữa là thời gian. Không gian 4 chiều được đề xuất từ thuyết tương đối của Einstein. Theo đó, thời gian được hiểu như một đối tượng vật lý. Nó có liên kết chặt chẽ với không gian và không thể tách rời. Có thể nói, chúng ta đang sống trong không gian và cũng đồng thời đang sống trong thời gian. Về cơ bản thì không gian và thời gian là hai thứ không thể tách rời. Nếu vũ trụ là một bong bóng khổng lồ, thì lấp đầy bong bóng đó chính là thời gian và không gian. Vì chúng không thể tách rời, nên ta gọi đó là không thời gian của vũ trụ. Về mặt hình học thì thời gian không được biểu thị dưới bất kỳ hình dạng cụ thể nào. Nó vô hình, không tương tác và cũng không phát ra bất kỳ loại hạt hay bức xạ nào. Tuy nhiên, chẳng có thứ gì trong vũ trụ có thể thoát khỏi sự chi phối của nó, từ con người đến các ngôi sao hay các hạt nguyên tử cũng vậy. Nếu như ai đó vẫn nghĩ thời gian chỉ là một khái niệm giả định do con người đặt ra để sâu chuỗi các sự kiện lịch sử, thì bạn hãy vui lòng chứng minh cho toàn thế giới thấy thuyết tương đối là sai. Nói tóm lại, không gian 4 chiều là tất cả những gì chúng ta đang cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Vậy còn các chiều không gian khác thì sao? Tại sao người ta lại nghĩ ra nhiều chiều không gian như vậy? Khi Albert Einstein xuất bản thuyết tương đối, nó giống như một vị cứu tinh cho những bế tắc mà giới khoa học đã gặp phải trong nhiều thế kỷ. Thuyết tương đối giải thích rất hợp lý về các hiện tượng vũ trụ ở quy mô lớn. Tuy nhiên, xét về toàn diện như thế vẫn là chưa đủ. Các nhà vật lý và toán học bắt đầu đưa ra giả thuyết và những công thức khác nhau để lý giải về sự vận hành của vũ trụ ở quy mô nhỏ. Mỗi khi các công thức dần đi vào ngõ cụt, họ lại cộng thêm một chiều không gian nữa vào vũ trụ hiện tại,
ngay lập tức, những công thức đó lại trở nên đúng đắn hơn. Những nỗ lực đó đều nhằm mục đích giải thích về hoạt động của các hạt cơ bản siêu nhỏ và các lực trong tự nhiên, phạm vi mà thuyết tương đối không giải thích được. Tất cả những lý thuyết vượt qua 4 chiều không gian đều được gọi chung là lý thuyết dây. Lý thuyết dây mô tả các hạt cơ bản trong vũ trụ đều được cấu tạo từ các vật thể toán học, gọi là dây. Mình xin nhắc lại câu này. Lý thuyết dây mô tả các hạt cơ bản trong vũ trụ đều được cấu tạo từ các vật thể toán học, gọi là dây. Tức là mỗi hạt cơ bản khác nhau sẽ là một vòng dây khác nhau và chúng dao động theo những tần số khác nhau. Tuy nhiên, lý thuyết này lại không nêu rõ các vòng dây được làm bằng chất liệu gì hay chúng đến từ đâu. Nói đúng hơn thì lý thuyết dây giống như một đề xuất về ý tưởng hình học, trong đó mọi thứ đều là tưởng tượng của các nhà vật lý. Mỗi sợi dây sẽ có chiều dài từ 10^-35 m. Trải qua nhiều thập kỷ, các nhà lý thuyết dành rất nhiều tâm huyết cho các ý tưởng về lý thuyết dây, với hy vọng nó sẽ kết hợp được các lực trong tự nhiên cùng với các hạt cơ bản khác để tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh về vũ trụ. Thế nhưng lại có đến 5 lý thuyết dây khác nhau được đề xuất, và cái nào cũng cho thấy sự hợp lý của nó. Về sau, người ta đưa ra ý tưởng kết hợp 5 lý thuyết này thành một lý thuyết thống nhất, gọi là thuyết M. Và để thuyết M trở nên hợp lý, bắt buộc không gian vũ trụ phải có ít nhất 10 chiều. Trong những năm gần đây, một số nhà vật lý cho rằng phải cần có 11 chiều không gian thì lý thuyết M mới có thể hoạt động trơn tru nhất. Trong thực tế thì không có cách nào để chúng ta cảm nhận hoặc nhìn thấy được những chiều không gian khác ngoài 4 chiều đã biết. Các nhà khoa học đều cho rằng từ không gian 5 chiều trở đi, chúng đều bị cuộn tròn hoặc bị kết hợp với chiều thời gian làm cho chúng ta không thể nhận ra. Nếu thâm nhập được vào chiều không gian thứ 5, chúng ta sẽ thấy một thế giới khác. Trong chiều thứ 6, chúng ta sẽ thấy toàn bộ thế giới bắt đầu như thế nào, từ đó có thể du hành đến các mốc thời gian mong muốn. Chiều thứ 7 sẽ cho thấy nơi bắt đầu của nhiều thế giới khác nhau. Chiều thứ 8 sẽ đưa chúng ta về cội nguồn của sáng tạo, nơi bắt đầu của sự phân nhánh giữa các thế giới hay vũ trụ. Chiều thứ 9 là nơi thêu dệt nên lịch sử và là nơi khởi nguồn của các định luật vật lý. Chiều thứ 10 thì bao gồm tất cả, nơi đây nằm ngoài sự tưởng tượng của bất kỳ ai. Và với tất cả những gì mà một bộ óc sinh học bình thường như chúng ta có thể nghĩ đến, điều đó còn hơn cả đấng tạo hóa. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chắc hẳn nhiều người đã nhìn thấy ma hay linh hồn gì đó. Và đây cũng có thể là gợi ý về một chiều không gian khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng được chứng kiến những điều đó, và khoa học cũng chưa thể làm rõ được những hiện tượng như vậy. Xét về mặt khoa học, lý thuyết dây và các chiều không gian được phát triển dựa trên nền tảng của các công thức toán học. Tạm thời vẫn chưa có cách nào chứng minh được tính đúng đắn của những lý thuyết này, cũng như các chiều không gian khác từ thứ 5 trở đi. Nếu như những điều này là đúng, thì vũ trụ của chúng ta đang sống rất có thể chỉ là một chương trình giả lập, bởi vì tất cả đều được bắt nguồn từ những thuật toán và công thức. Khi đó, hình dạng thực của thế giới sẽ rất khác biệt so với những gì chúng ta đang cảm nhận mỗi ngày. Ví dụ, khi các nhà khoa học mô phỏng về một hố đen trong không gian 5 chiều, nó sẽ có dạng hình vòng và phồng lên ở một số điểm, chứ không giống như những gì chúng ta đã biết. Hoặc trong bộ phim Interstellar, khi một phi hành gia rơi vào hố đen, anh ta sẽ đi đến một vùng không gian 5 chiều kỳ quái, nơi mà anh ta có thể nhìn thấy quá khứ của chính mình và hoàn toàn có thể tác động đến những quá khứ đó. Tóm lại, các chiều không gian từ thứ 5 trở đi đều là lý thuyết chưa thể kiểm chứng. Tất cả những gì chúng ta đề cập đến trong phim ảnh hay tưởng tượng cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Chưa một ai có thể khẳng định, đồng thời cũng chẳng ai có thể phủ nhận về những điều đó. Như bạn Nhất Trường có hỏi, trí tưởng tượng liệu có tạo ra một thế giới khác hay một chiều không gian khác hay không? Cho đến hiện tại thì chẳng ai biết được, nhưng cũng có thể lắm chứ. Nếu như ở một chiều không gian khác, có tồn tại một trái đất khác, thì nó sẽ khiến mọi hiểu biết của chúng ta sụp đổ. Và khả năng cao, tất cả vũ trụ chỉ là một chương trình giả lập, được dựng nên bởi thuật toán máy tính mà thôi. Tất nhiên, trên một máy tính người ta có thể chạy cùng lúc nhiều chương trình khác nhau, tượng trưng cho nhiều thế giới khác nhau, và loài người chúng ta đang tồn tại giống như một loại virus. Nếu sự phát triển của chúng ta bùng nổ, rất có thể hệ thống sẽ bị tê liệt, hoặc trong trường hợp xấu nhất, người điều khiển hệ thống sẽ chạy chương trình quét virus.